Cảm ơn quý khán giả đang theo dõi chương trình phát hình của Hồng Việt TV. Trở lại với bản tin tối thứ hai hôm nay, sau đây là phần tin quốc tế được mở đầu với anh Ngọc Chịu. Quân đội Israel khuyến khích thường dân Palestine di tản ra khỏi Rafah. Quân đội Israel vào hôm nay cho biết là họ bắt đầu khuyến khích cư dân ở tại Rafah di tản ra khỏi thành phố ở phía nam của dải Gaza, để mà Israel thực hiện một chiến dịch trên quy mô có giới hạn. Nhưng quân đội không xác nhận, các bản tin nói rằng đây là một phần công việc chuẩn bị cho cuộc tấn công trên mặt đất. 7 tháng tấn công Hamas thì Israel cho rằng Rafah là nơi ẩn náu của hàng ngàn tay súng của Hamas và cho biết rằng không thể chiến thắng nếu không kiểm soát được thành phố này. Nhưng với hơn 1 triệu người Palestine mất nhà cửa đang lánh nạn ở tại đó, thì triển vọng của một chiến dịch gây thương vong lớn gây lo lắng cho các nhà Tây Phương và Ai Cập. Trong diễn biến dường như là bắt đầu di tản thường dân trước cuộc tấn công trên mặt đất, thì quân đội Israel đã khuyến khích người dân Palestine ở phía đông Rafah di tản đến khu vực nhân đạo ở gần đó. Và trong thông báo hôm nay thì quân đội cho biết rằng poster, tin nhắn điện thoại, các cuộc gọi điện thoại và thông báo trên truyền thông sẽ được sử dụng để mà khuyến khích thường dân dần dần di tản đến các khu vực cụ thể. Mặc dù người dân sẽ được chuyển đến các khu vực nhân đạo được cho là an toàn hơn, thì quân đội Israel đã cảnh báo là Hamas thường tấn công từ những khu vực như thế này. Tuy nhiên thì quân đội Israel không đặt ra khung thời gian cho cuộc di tản ra khỏi Rafah, và Israel ước tính là sẽ cần di tản 100.000 người ra khỏi đây. Trước đó thì đài phát thanh quân đội của Israel cho biết rằng lực lượng vũ trang Israel bắt đầu di tản thường dân Palestine trước cuộc tấn công, mặc dù quân đội không xác định thông tin này. Theo đài phát thanh quân đội thì cuộc di tản tập trung vào vài khu vực ở phía ngoài của Rafah và người di tản sẽ đến các khu lánh nạn ở Khan Yunis và Al Muwasi. Liên quan đến tình hình tại Á Châu, nói về Philippines và Hoa Kỳ giả lập đẩy lùi quân xâm lược ngoại quốc trong cuộc tập trận hàng năm. Thưa quý vị, lực lượng võ trang Hoa Kỳ và Philippines phóng hỏa tiễn và pháo kích để đẩy lùi một cuộc xâm lược giả lập ở vùng biển miền Bắc Philippines đối diện với Đài Loan hôm nay, biểu dương sức mạnh quân sự và củng cố quan hệ trong lúc căng thẳng trong khu vực tăng cao. Khoảng 200 quân nhân thay phiên nhau bảo vệ bờ biển của thành phố Duyên Hải, Lao Oc ở tỉnh Ilocos, phóng hỏa tiễn Javelin, bắn lựu pháo và súng máy để đẩy lùi kẻ thù đang cố gắng đổ bộ lên bãi biển. Quân nhân Hoa Kỳ và Philippines bắn chìm 5 cầu phao chuẩn bị cho tàu đổ bộ, một phần trong cuộc tập trận hàng năm mang tên là Balikatan. Cuộc tập trận hàng năm sẽ kéo dài cho đến ngày 10 tháng 5. Cuộc tập trận diễn ra tại thời điểm căng thẳng leo thang giữa Philippines và Trung Cộng ở Biển Đông. Tuần trước, Philippines cáo buộc Trung Cộng dùng vòi rồng xịt nước vào tàu Philippines gần bãi cạn Scarborough, làm hư hỏng tàu của Philippines và người trên tàu bị thương. Hôm nay, Tổng thống Ferdinand Marcos nói rằng Philippines sẽ không trả đũa tương ứng vì Philippines không muốn đẩy căng thẳng tăng cao. Cuộc diễn tập khiến cho Trung Cộng tức giận, cảnh báo bất ổn khi các nước bên ngoài khu vực khiêu khích đối đầu. Nhiều cuộc diễn tập trong năm nay sẽ diễn ra ở các hòn đảo và tỉnh đối diện với Đài Loan và Biển Đông. Thành phố Lao Oc cách điểm cực nam của Đài Loan khoảng 408 km. Nga sẽ luyện tập tình huống vũ khí hạt nhân chiến thuật trong các cuộc tập trận để nhằm ngăn chặn Tây Phương. Nga hôm nay công bố là sẽ tổ chức cuộc tập trận quân sự, trong đó bao gồm luyện tập sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật, sau những gì mà Bộ Quốc phòng gọi là đe dọa khiêu khích từ giới chức của Tây Phương. Bộ Quốc phòng cho biết là Tổng thống Putin đã ra lệnh tập trận và cuộc tập trận sẽ kiểm tra sự chuẩn bị sẵn sàng của lực lượng hạt nhân phi chiến lược để thực hiện nhiệm vụ chiến đấu. Và cuộc tập trận quân sự sẽ bao gồm luyện tập cho người vực chuẩn bị và triển khai sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Bộ phận hạt tiễn thuộc quân khu ở miền Nam và Hải quân sẽ tham gia cuộc tập trận. Và theo Bộ Quốc phòng, thì trong cuộc diễn tập, một loạt các biện pháp sẽ được thực hiện để thực hiện cho công việc chuẩn bị và sử dụng vũ khí hạt nhân phi chiến lược. Cuộc tập trận là để bảo đảm sự toàn vẹn lãnh thổ và chủ quyền của Nga.
đáp lại những lời bình luận và đe dọa khiêu khích từ các quan chức của Tây Phương đối với liên bang. Bộ Quốc phòng không nên nêu danh tính những quan chức này. Nhưng Nga liên tục nói rằng phát biểu của Tổng thống Pháp là Emmanuel Macron về khả năng Pháp can thiệp ở tại Ukraine là vô cùng nguy hiểm. Moscow cho rằng Hoa Kỳ và các đồng minh Âu Châu đang đẩy thế giới đến bên bờ vực đối đầu giữa các nước hạt nhân vì viện trợ cho Ukraine vũ khí đã trị giá hàng chục tỷ đô la và trong cuộc đấu tranh chống lại lực lượng Nga. Kể từ khi chiến tranh bắt đầu vào tháng 2 năm 2022 thì Nga nhiều lần cảnh báo rủi ro hạt nhân tăng cao. Hoa Kỳ đã xem những lời cảnh báo này là nghiêm túc, mặc dù giới chức Hoa Kỳ không nhận thấy sự thay đổi lập trường hạt nhân của nước Nga. Tổng thống Macron tập trung vào thương mại và Ukraine khi Chủ tịch Trung Cộng đến Pháp. Thưa quý vị, Chủ tịch Trung Cộng Tập Cận Bình hôm nay đến dinh Tổng thống Pháp trong chuyến công du 2 ngày, trong đó sẽ tập trung vào cả những bất đồng thương mại và những nỗ lực ngoại giao để thuyết phục Bắc Kinh dùng sự ảnh hưởng của họ để thúc giục Nga hướng đến kết thúc chiến tranh ở Ukraine. Tại Paris, ông Tập tham dự cuộc họp chung với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Chủ tịch Ủy ban Âu Châu Ursula von der Leyen nhằm giải quyết những lo ngại lớn hơn của Liên hiệp Âu Châu. Ông Macron cho biết cuộc họp sẽ giải quyết những vấn đề thương mại và cách bảo đảm cạnh tranh công bằng, sau đó là chiến sự ở Ukraine và Trung Đông. Ông Macron nói rằng chúng ta đang ở thời điểm bước ngoặt trong lịch sử khi quan hệ giữa Âu Châu và Trung Cộng đối diện với nhiều thách thức. Cuộc đàm phán là để chia sẻ cả lập trường và những lo ngại chung để vượt qua chúng, vì tương lai của châu lục cũng sẽ phụ thuộc vào khả năng của chúng ta trong việc phát triển quan hệ cân bằng với Trung Cộng. Ông Macron muốn nêu lên lo ngại của Pháp về cuộc điều tra chống bán phá giá của Trung Cộng đối với rượu cô nhắc và các loại rượu mạnh khác của Âu Châu, cũng như căng thẳng về mỹ phẩm và các ngành khác của Pháp. Trong bài phát biểu gần đây, ông lên án thông lệ thương mại của cả Trung Cộng và Hoa Kỳ là củng cố bảo hộ và tăng trợ cấp. Mở đầu cuộc họp ở Paris, ông Tập nói rằng thế giới ngày nay bước vào giai đoạn hỗn loạn và thay đổi mới. Là hai lực lượng quan trọng trên thế giới, Trung Cộng và Âu Châu cần tiếp tục thực hiện những đóng góp mới cho hòa bình và sự phát triển thế giới. Paris là điểm dừng đầu tiên trong chuyến công du Âu Châu của ông Tập. Sau khi ở Pháp hôm nay và thứ Ba, ông Tập sẽ đến Serbia và Hungary. Hãng Qantas Airways của Úc đồng ý nộp phạt 100 triệu đô la Úc trong vụ hủy chuyến bay. Hãng Qantas Airways của Úc đồng ý chi ra 120 triệu đô la Úc tương đương 79 triệu Mỹ Kim để mà dàn xếp vụ kiện vì đã bán hàng ngàn vé trên những chuyến bay đã hủy, để kết thúc cuộc khủng hoảng danh tiếng bao trùm hãng hàng không. Công ty sẽ bồi thường 20 triệu đô la Úc cho hơn 86.000 khách hàng, những người đã đặt vé trên những chuyến bay ma, và nộp phạt 100 triệu đô la Úc thay vì theo đuổi vụ kiện. Đây là số tiền phạt lớn nhất kể từ trước đến nay đối với một hãng hàng không của Úc và nằm trong số tiền phạt lớn nhất trên toàn cầu trong ngành hàng không. Mặc dù một số ngân hàng và nhà điều hành casino ở Úc bị phạt nhiều hơn vì vi phạm pháp luật, Giám đốc điều hành Vanessa Hudson cho biết rằng Qantas đã làm cho khách hàng thất vọng và không giữ đúng tiêu chuẩn của hãng. Thỏa thuận dàn xếp này có nghĩa là Qantas có thể bồi thường cho khách hàng sớm hơn nhiều so với theo đuổi vụ kiện ở tại tòa án liên bang. Và nếu tòa án chấp thuận thì thỏa thuận dàn xếp này sẽ giải quyết một tranh cãi đáng chú ý tại thời điểm khi mà giá trị thương hiệu của Qantas giảm mạnh. Trong các cuộc khảo sát người tiêu dùng và trong những lời than phiền về việc hủy chuyến bay tăng cao, sau khi Ủy ban Cạnh tranh và Người tiêu dùng của Úc ACCC nộp đơn kiện vào hồi tháng 8 năm ngoái, Giám đốc điều hành là Alan Joyce nghỉ việc. Chủ tịch ACCC Gina Cass-Gottlieb cho biết rằng số tiền phạt này sẽ phát đi thông điệp răn đe mạnh mẽ đến các công ty khác. Thưa quý vị, trở lại phần tin liên quan đến Á Châu cho hay, cơ quan y tế Trung Cộng điều tra bệnh viện sau cáo buộc liên quan đến mang thai giùm. Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Cộng đang điều tra một bệnh viện ở thành phố Trùng Khánh vì cáo buộc liên quan đến việc mang thai giùm vốn bị cấm ở Hoa Lục sau khi cáo buộc lan truyền nhanh chóng trên mạng xã hội. Sự việc xảy ra sau một loạt các cuộc điều tra chính thức vào năm ngoái liên quan đến cấp giấy khai sinh giả,
tại thời điểm khi Trung Cộng cố gắng tăng tỷ lệ sinh con. Theo một bài viết trên mạng xã hội Weibo hôm Chủ nhật, Bệnh viện Sản Phụ Khoa Trùng Khánh hợp tác với các cơ quan chống mang thai giùm trái phép. Bài viết của một người mang tên là Sangwan Senji, tự xưng là tình nguyện viên đấu tranh chống buôn trẻ em, cho biết các bà mẹ mang thai giùm sẽ dùng thẻ căn cước giả để sinh con ở bệnh viện này và giấy khai sinh giả sẽ được làm sau khi em bé chào đời. Phản hồi bài viết, Ủy ban Y tế Trùng Khánh hôm Chủ nhật nói rằng Ủy ban đã thành lập một nhóm để điều tra và xác thực tình hình. Sau khi kiểm chứng, bệnh viện sẽ bị giải quyết nghiêm theo luật pháp. Bài viết trên Weibo về bệnh viện thu hút hàng trăm bình luận. Năm ngoái, Trung Cộng công bố sẽ mạnh tay truy quét các hoạt động trái phép liên quan đến sử dụng các công nghệ hỗ trợ sinh sản như mua bán tinh trùng hoặc trứng và mang thai giùm. Một bệnh viện và một cơ quan tư pháp ở Vũ Hán bị đình chỉ hồi tháng 11 sau khi bị cáo buộc liên quan đến mang thai giùm và cấp giấy khai sinh giả. Sở thú ở Hoa Lục ra mắt khu chuồng chó panda với những con chó chào chào nhuộm lông. Hai con chó panda mang lại sự thích thú và khó hiểu cho khách tham quan tại một sở thú ở Hoa Lục. Kể từ khi khu chuồng riêng cho chúng ra mắt và khách đi thăm vào hôm 1 tháng 5, thì những đoạn video về những con vật này được đưa lên trên mạng Internet, khiến cho người sử dụng Internet nhầm lẫn. Một số người thì nhầm chúng là gấu panda thật, trong khi những người khác thì đặt câu hỏi, liệu là chó panda có phải là giống chó có thật hay không? Trong khi thừa nhận những con vật này trông gần với giống gấu panda, và nhiều người đã dùng Internet lấy làm lạ khi chúng lắc đầu giống như là chó. Và theo truyền thông của địa phương thì chúng là những con chó chow chow được nhuộm lông để trông giống như là gấu panda. Bảng thông tin đặt ở phía trước khu chuồng chó tại sở Thanh Châu ở tỉnh Giang Tô đã viết rằng chó panda thì không phải là giống chó có thật. Chúng là những con chó được tỉa lông để trông giống như là gấu panda hoặc là những con chó chào đời với bộ lông tương tự như là gấu panda. Những con chó như thế này sẽ thường có lông trắng với những mảng lông đen quanh mắt và tai, giống như nét mặt của một chú gấu panda. Một khách tham quan cho biết là cô đi ngang qua sở thú vào hôm 3 tháng 5 và vừa vào sở thú sau khi thấy nhiều xe vây quanh lối vào ở đây. Sau khi vào tới bên trong thì cô nghe nhiều người hỏi nhau là gấu panda ở đâu và cô đi theo đám đông. Cô chỉ nhận ra chúng thực sự là những con chó chứ không phải là gấu panda sau khi đến gần với khu chuồng. Vé vào xem khu chuồng chó panda bao gồm trong vé vào sở thú và một nhân viên sở thú đã giải thích với báo Yangshu News ở tại địa phương rằng sáng kiến này là nhằm thu hút thêm khách tham quan và tăng thêm sự vui vẻ cho khách. Thành phố biển ở Ý dự tính cho phép đám cưới khỏa thân. Thưa quý vị, đối với những người muốn hòa mình với thiên nhiên, Sardinia đã là một trong những nơi tuyệt vời nhất ở Âu Châu để thực hiện việc này. Và nay có cơ hội để đến gần hơn nữa, đó là kết hôn trên một bãi biển khỏa thân trên hòn đảo. Bãi biển Isbernas chuẩn bị trở thành điểm đến của các đám cưới khỏa thân sau khi chính quyền địa phương cho phép các cặp uyên ương trao lời thề hứa theo cách này. Thị trưởng Luigi Tedeschi của thành phố San Vero Milis cho biết, chính quyền nảy ra ý tưởng này khi một cặp người Đức viết thư hỏi thăm liệu họ có thể kết hôn trên bãi biển hay không. Đây là khu vực dành riêng cho những người theo trường phái khỏa thân trong 2 năm qua. Trong khi nhiều người có thể chê cười ý tưởng đám cưới khỏa thân, thì ông Tedeschi cho biết lý do cho phép đám cưới khỏa thân nghiêm túc hơn nhiều. Ông nói rằng, chúng ta đang sống trong thời điểm tế nhị về sự tự do của con người với các phong trào theo chủ nghĩa khỏa thân ở Âu Châu. Người ta phản đối và bị cảnh sát bắt giữ hoặc họ bị hăm dọa. Vì thế, ông nghĩ phải làm gì đó để chứng tỏ cho mọi người có quyền tự do. Thị trưởng cho biết bãi biển Isbernas là địa điểm quen thuộc của những người theo trường phái khỏa thân. Đây là bãi biển hỗn hợp, có cả người khỏa thân và du khách mặc quần áo thông thường. Ông nhấn mạnh, khỏa thân không liên quan gì đến tình dục. Đối với những người theo chủ nghĩa khỏa thân, đó là triết lý sống gần gũi với thiên nhiên. Điều đó cần được tôn trọng. Một đoạn của bức tường tại Jerusalem cổ đại có thể chứng minh Kinh Thánh là đúng sự thật.
một đột phá khoa học hé lộ sự thật về một địa điểm ở tại Jerusalem cổ đại đã đảo ngược ý kiến của các chuyên gia và chứng minh những gì tường thuật trong Kinh Thánh. Cho đến nay thì các chuyên gia lo rằng một đoạn của bức tường ở trung tâm nguyên thủy của thành phố được xây dựng bởi Hezekiah là vua xứ Juda, người trị vì từ thế kỷ thứ 7 cho đến thế kỷ thứ 8 trước công nguyên. Ông chứng kiến vương quốc Israel là nước láng giềng ở phía Bắc bị đế quốc Assyria phá hủy, và một chuyên gia thì cho rằng ông xây dựng bức tường để nhằm ngăn chặn những kẻ xâm lược. Nhưng nay thì cuộc nghiên cứu gần một thập niên đã tiết lộ là bức tường được xây dựng bởi Uzziah, là ông cố của nhà vua, sau một trận động đất mạnh, thì tương tự những gì Kinh Thánh ghi chép, bức tường này nằm ở thành David, địa điểm hình thành thành Jerusalem đầu tiên. Và ông Joe Ozio thuộc cơ quan di tích cổ của Israel cho biết, trong nhiều thập niên qua thì giả thuyết cho rằng bức tường này được xây dựng bởi Hezekiah là vua xứ Juda. Nhưng nay thì nghiên cứu cho thấy nó có từ thời của vua Uzziah như tường thuật trong Kinh Thánh. Cho đến nay thì nhiều nhà khảo cứu cho biết rằng bức tường được xây dựng bởi Hezekiah trong cuộc nổi loạn chống lại Sennacherib là vua xứ Assyria. Để bảo vệ cho Jerusalem trong cuộc bao vây của đế quốc Assyria. Bức tường nằm ở phía đông ở khu vực của thành David được xây dựng trước đó, ngay sau trận động đất mạnh ở tại Jerusalem, trong quá trình tái thiết thành phố. Cựu ước đã mô tả công việc xây dựng trong sách sử Biên Niên 2 và cuộc nghiên cứu của cơ quan di tích cổ Israel, Đại học Tel Aviv và Viện Khoa học Weizmann tiết lộ nguồn gốc của bức tường cổ đại bằng phương pháp xác định niên đại Carbon 14. Cuộc chạy đua Kalki Bridge Run kết hợp với hâm mộ Star Wars với hóa trang vui nhộn. Thưa quý vị, ở Florida Keys, một cuộc đua độc nhất vô nhị diễn ra hôm 4 tháng 5, ít tập trung vào tốc độ nhưng chủ yếu tập trung vào tinh thần. Cuộc chạy đua Kalki Bridge Run quy tụ những người tham gia hóa trang vui nhộn, không phải tất cả đều chạy bằng hai chân. Đường đua dài khoảng 90 mét qua cầu Kalki Channel Bridge, một trong những cây cầu ngắn nhất trong mạng lưới xa lộ Overseas Highway ở Florida Keys. Cây cầu này nối liền với Key West, với đảo Stock Island, trở thành sân khấu cho sự thể hiện tình hữu nghị và trang phục hóa trang. Cùng với ngày 4 tháng 5, cuộc đua mang chủ đề Clone Wars, nhái theo Star Wars. Những người hâm mộ bộ phim này mặc trang phục đẹp nhất của họ, cầm gươm ánh sáng, biến cây cầu thành một cảnh trong phim. Trong số những ngôi sao là con ngựa của cảnh sát trưởng quận hạt Monroe, hóa trang thành công chúa Leia, thu hút sự chú ý khi nó đi qua cây cầu. Thời điểm của sự kiện không phải là trùng hợp, khi ngày 4 tháng 5 là ngày hội trên toàn thế giới của những người yêu thích Star Wars. Trong một biến tấu vui nhộn, nhiều người tham gia mặc trang phục hóa trang bò theo đúng tên của cây cầu mà họ chạy qua. Cuộc chạy đua Kalki Bridge Run không chỉ là vui nhộn mà còn mang mục đích tốt đẹp. Số tiền thu được từ cuộc chạy đua sẽ được chuyển cho trại động vật của cảnh sát trưởng quận hạt Monroe và Highgate Charitable Foundation hỗ trợ cho cả cộng đồng và động vật. Bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin quốc tế của Việt TV chiều nay. Và sau phần thông tin thương mại, chúng tôi sẽ trở lại với quý vị trong phần tin Việt Nam.